Good morning cả nhà. Đây là khoa học gia xét nghiệm Hannah Ái Hành Trần. Thì hôm nay mình lên để được chia sẻ với quý vị một cái điều mà nó đã làm cho mình rất là phấn khởi cả 2 tuần nay, là mình mới tìm ra được một cái công ty mà có thể nói rằng cái khoa học của họ đó, cái biểu hiệu của khoa học của họ đó là khoa học tinh túy nhất trong những cái gì mà có thể nhất về khoa học ngoài kia. Sản phẩm của họ là dựa vào cái khoa học như thế. Và sau khi tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ và mình đã quyết định gia nhập công ty này, thì công ty này tên là Q, that's the Q Science. Thì bây giờ mình đi vô ngay cái PowerPoint của mình để khỏi làm mất thì giờ của quý vị ạ. Cho mình xin 1 phút ạ. Vâng, để mình dời cái này xuống. Dạ thưa cả nhà, thì mình là khoa học gia về xét nghiệm. Và đây là cái những cái chữ này thường thường nó đi gắn liền trong tên với mình mỗi khi mà mình đi đâu mình làm việc á. Thì cái ML, em cái chữ này ba cái chữ này là M, đó là Medical Lab, Laboratory Scientist, tức là mình là khoa học gia về xét nghiệm y khoa. Rồi ASCP, đó có nghĩa là American Society of Clinical Pathologists, tức là được có bác cái bằng chứng nhận bởi bác sĩ về khoa học xét nghiệm American, được của Mỹ. Đó. Rồi nói vậy đi, còn MBA đó, đồng thời mình cũng có một cái bằng Master, tức là thạc sĩ về Business Administration, tức là về quản trị kinh doanh. Vâng, thì đây là email của mình và đây là điện thoại của mình, nếu quý vị có câu hỏi xin liên lạc. Thì đây là nói nhanh về công ty này, đây là cái công ty mà nó tên của nó là đây là Q Science, thì nó đã có mặt ở nước Mỹ từ năm 2012 và chính sách trả thưởng rất là mới, thành ra cái này mình cũng không quan tâm cho lắm, nhưng mà vô tình nó là như là một cái phần thưởng, là cái chính sách trả thưởng nó mới và do đó nó đáng để được làm việc và cộng tác với họ hơn, tại vì cái sự tăng trưởng về công ty này đã là 1.700% kể từ năm 2018 đến giờ các bạn, và hiện giờ họ có mặt trên 27 quốc gia nha các bạn và đang tiếp tục phát triển một cách tột độ. Thì nói tóm lại đó, thì đây là cái logo, tức là cái biểu hiệu của công ty này, cái sự đại diện của công ty này là tạo nên sự khác biệt qua việc cải thiện và chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì đúng, đây là một cái mà mình đã đam mê và theo đuổi từ năm 2013 tới giờ đó các bạn, và đây là cái biểu hiệu khác của công ty này là loan tỏa phong cách sống tinh hoa, tại nó từ cái chữ Queen Essential các bạn nhé. Cái chữ Q này nó có nghĩa là Queen Essential, có nghĩa là tinh hoa, tinh túy, lifestyle, là cái cách sống. Vâng, rồi quý vị ạ, thì cái lý do mà mình đi vào công ty này, lý do có 2 cái lý do chính. Đó, trong một cái phương diện là một khoa học gia về khoa học xét nghiệm y khoa đó, thì mình rất để ý về những cái điều này. Thì khi mình thấy họ cái bằng này ở trên cái website của họ là mình đã sáng mắt lên rồi nhá. Thì đây là những cái tiêu chuẩn mà điều khiển chất lượng rất là nghiêm túc về thành phần, về cách gói hàng để đưa ra, rồi về cách chế tạo sản phẩm nhé. Thì cái này là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì tí nữa mình đưa ra là 2 cái mà mình thấy, thì đây là các bạn thấy là nếu mà đọc kỹ rõ, đây là những cái mà không có những cái chất dị ứng nhé, hoặc là những chất bẩn. Còn cái cách gói gói hàng của họ là cũng phải qua một cái nghiêm túc điều khiển. Rồi thì ngoài ra đó, họ có minh chứng lâm sàng rất là kỹ lưỡng các bạn, để bảo đảm rằng thành phần của họ không có bị dơ bẩn. Rồi thì nói đó là cái lý do mà mình để ý tới, và mình còn trong cái bài này phần sau các bạn sẽ thấy có một cái lý do khác nữa mà rất là quan trọng trong cái lý do tại sao mình quyết định cho họ. Thì bây giờ các bạn thấy rằng đây là chất lượng của sản phẩm đó, là tinh túy, tức là Queen Essential, cái chữ Q của cái công ty này là tinh túy. Sau đó là sản phẩm Q, tức là Queen Essential, tức là tinh túy. Cái tên thứ hai của họ là họ là Q Science ha. Q Science thì nó được sản phẩm là tất cả được hỗ trợ bằng khoa học và luôn đổi mới các bạn. Thì đây là 3 cái mà mình đại diện cho cái chữ Q Science, khoa học các bạn nhé. Thì nó là viết tắt là cái này mình đây ha. Thì nó là hoàn hảo, bao gồm các chất bổ sung dinh dưỡng chưa từng có và các giải pháp chăm sóc bản thân có mục tiêu. Thì cái thứ nhất là có thị trường, nó đã có ở bên Canada 17 năm trước khi nó vào Mỹ năm 2012 các bạn. Và cái sản phẩm ở bên đó đó là lúc mà nó ra ở bên nó đang
được hoạt động ở bên Canada đó, thì cái tên này tên căn bản để mà mình để đây, để các bạn nào muốn lên Google thêm để tìm hiểu thêm về công ty nhá. Thì nó là có một cái dòng sản phẩm được quảng cáo là sản phẩm mang lại sự bình tĩnh, khả năng ứng phó và sáng suốt, đó là cái sản phẩm đặc biệt này mà là sống 17 năm ở bên Canada các bạn ha. Thì ngoài ra đó là cái công ty này đã từng có 28 cái nghiên cứu lâm sàng và được công bố cho các bạn nha. Thì nghiên cứu lâm sàng đối với mình là rất là quan trọng, là tại vì và được công bố nữa, tức là nó phải có kết quả, nó phải có hiệu nghiệm và nó phải được minh chứng bởi một cái công ty thứ ba, tức là những công ty này đó là có cái bổn phận là kiểm soát về sự hiệu quả và cái thành phần chất lượng của các cái những người sản xuất về sản phẩm như thế này, và họ không có làm việc cho cái công ty QScience này. Thì cái đó là mình nói là nghiên cứu của cái nhóm thứ ba là như vậy. Họ là khoa học gia và họ là những người có trình độ và học rất là cao cấp và hiểu biết để mà họ có thể vô coi như là giám sát cái sản xuất của cái công ty QScience này các bạn. Thì có 28 con cái đó nghiên cứu đã được công bố là cho cái công ty này là sản phẩm hiệu nghiệm và trong sạch các bạn nhé. Rồi thì cái người sáng lập là công ty là ông này, thì ông này cái bí quyết, cái mà philosophy của ông, tức là cái sự suy nghĩ của ông là làm sao đem được cái khoa học sản phẩm tiên tiến này đến với cái mức giá thấp nhất để cho nó đến tay được nhiều người hơn. Thì đó là do đó mình lại thích thêm một cái nữa mà mình thích về công ty này. Vâng. Thì công ty này có dựa trên có khoa học gia làm việc không? Dạ, nó có một nhóm khoa học gia được làm việc với sự giám sát bởi hai bác sĩ đây ha, là hai người này tên như thế này. Rồi các bạn, sau đó bây giờ đó thì cái thứ hai đó là mình điều thứ năm đó, trong cái những cái gì mình tìm thấy đó là đây là cái tiếng Anh thì mình viết ra thì để cho quý vị có thể dịch ra tiếng Việt đó, là nó có sản phẩm là medical grade, tức là đẳng cấp y khoa, mà cái sản phẩm đó là collagen bởi Q Science. Thì trên toàn cầu bây giờ chưa có một cái sản phẩm collagen nào mà đẳng cấp y khoa các bạn. Nó có đẳng cấp dược khoa như là cái công ty New Skin trước mà mình phục vụ á, thì cái collagen của New Skin và nhiều công ty khác đi mà gọi là cao cấp đi, thì cái đẳng cấp chỉ là dược khoa thôi, còn cái này là dược khoa tức là pharmaceutical grade, còn cái này là medical grade tức là sản phẩm y khoa. Khi mà nói đến medical grade các bạn, đẳng cấp y khoa là có nói là có thể chữa được bệnh đó, thì nó mới dám tuyên bố là cái nó được nó đẳng cấp y khoa các bạn nha. Rồi điều thứ sáu đó là BioSyn Q, đó là cái công nghệ phân phối mà hiện đại nhất để cho các chất bổ sung mà khó hấp thụ nhất trở nên sinh khả dụng, tức là nó thẩm thấu tốt hơn trong cơ thể của con người, trong máu của mình. Và cái điều thứ bảy mà mình mê cái công ty này là thành phần sản phẩm trải qua thử nghiệm tỉ mỉ, được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm và được công nhận và chứng nhận luôn, thì mọi thành phần đều được kiểm tra về chất lượng, độ an toàn và tinh khiết. Thì do đó mình sẽ được đảm bảo là mình có những cái sản phẩm tốt nhất trong những thứ tốt nhất có thể ngoài kia các bạn nhé. Thì nó cũng bao gồm cái thử nghiệm mà gây cả những cái chất dị ứng trong mọi trang sản phẩm của họ. Thành ra mình khó có thể bị dị ứng. Rồi cái thứ 8 là Q Science là một công ty không có sự tàn ác, tức là sản phẩm và thành phần của họ không có thử nghiệm trên động vật hay là thú vật để mà trước khi họ đưa ra cái cho con người mình dùng các bạn. Thành ra họ không dùng thú vật như là chuột bạch hay là chó hay mèo để thử nghiệm nha. Thì cái đó là họ không có sự tàn ác trong đó. Rồi cái điều thứ 9 mà tại sao mình mê, thì cái điều này rất là quan trọng, là nó được chứng nhận bởi cGMP, bởi cái công ty này. C tức là current, G là good, M là manufacturing practice, tức là cái sự chế chế tạo, đây là ý nghĩa của nó nha. Tức là cái sự còn bởi đó là NSF, tức là National Science Foundation, tức là thuộc về quốc gia khoa học, foundation là cơ quan các bạn nhé. Thì mình dịch thì đây là cái ý nghĩa của nó như này các bạn, thì có nghĩa là với cái chứng nhận này, với cái bằng cấp này á, thì nó cung cấp cho người tiêu dùng sự đảm bảo rằng sản phẩm của mình được sản xuất bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất trong ngành,
Và cái thứ hai đó là thúc đẩy văn hóa về chất lượng và an toàn của sản phẩm. Các bạn nhé, chất lượng và an toàn của sản phẩm đó là cái chính đối với mình. Đó, hay. Mình phải an toàn, mình không có bị hư lục phủ tạng thì mình mới đụng tới sản phẩm này. Và cái thứ ba là nó liên hệ tới cái bằng này là các bạn, cái chứng nhận này là các bạn, là thể hiện cam kết về an toàn và chất lượng sản phẩm đối với khách hàng của mình. Ok. Vâng, thì cái phần đấy là cái lý do tại sao mình hợp tác với công ty Q Science tới đây là vậy. À, nhưng mà quý vị ạ, à, đúng là mình, các bạn đã thấy cái này rồi, thì đây là cái mà đối với mình rất là quan trọng, đó là standard, tiêu chuẩn điều khiển chất lượng của công ty. Vâng, thì mình xin phép được ngưng cái bài chia sẻ ở đây và xin hẹn nói chuyện với các bạn một trong một kỳ tới. Xin thân chào.